Nam diễn viên Nguyên Hoa từ chối đóng phim với Thành Long và tin đồn bức hòa. Dù xuất thân cùng một lò võ nhưng trước đó có nhiều thông tin cho rằng Thành Long và Nguyên Hoa, hai sư huynh đệ này có mâu thuẫn với nhau. Một số nguồn tin cho biết, vào năm 2019 khi Thành Long chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh Đại Chiến Âm Dương, ngôi sao võ thuật Thành Long đã ngỏ ý trả cát xê 4 triệu nhân dân tệ, hơn 14,4 tỷ đồng để mời Nguyên Hoa tham gia nhưng anh không đồng ý, từ chối bộ phim với cát xê hấp dẫn nhưng sau đó Nguyên Hoa lại nhận lời tham gia vào bộ phim Thám Tử Phố Tàu 2 của Trần Tư Thành, dù đó chỉ là vai khách mời và giá cát xê cho vai này chỉ 450.000 nhân dân tệ, hơn 1,6 tỷ đồng. Trước tin đồn bức hòa cạch mặt đàn em, Nguyên Hoa đã trả lời phỏng vấn và giải thích: "Lý do tôi từ chối Thành Long là vì tôi đã quá già để có những pha hành động khó và lo lắng tác phẩm của em ấy sẽ bị hỏng. Thứ hai, tôi đóng vai khách mời nhưng em ấy lại đưa ra giá quá cao. Nếu tôi nhận lời, mọi người sẽ nghĩ giá cát xê của tôi cao như thế, thì sau này ai sẽ mời tôi đóng phim? Trong khi phim của Trần Tư Thành, tôi đóng vai khách mời khoảng 5 phút và anh ấy đã trả cho tôi cát xê bình thường. Tôi nghĩ như vậy là đủ." Lời giải thích của Nguyên Hoa nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng vì cái nhìn thấu đáo về thế giới và sự trung thật của anh ấy. Hôm nay hãy cùng iFlash Profile tìm hiểu về cuộc đời sao võ thuật cùng lò võ với Thành Long, diễn viên Nguyên Hoa nhé! Sư huynh đệ đồng môn cùng với Hồng Kim Bảo Thành Long. Tên khai sinh của Nguyên Hoa là Dung Chí, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1950 tại Hồng Kông thuộc Anh lúc bấy giờ. Từ nhỏ, ông đã được sư phụ Vu Chim Nguyên nhận làm nhị đệ tử. Đại đệ tử chính là Hồng Kim Bảo, lấy nghệ danh là Nguyên Hoa. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Vu sư phụ, ông cùng các sư huynh đệ được đào tạo kỹ lưỡng về võ thuật và kỹ thuật biểu diễn, lập thành nhóm Thất Tiểu Phúc nổi tiếng của thập niên 1960 tại Hồng Kông. Sư phụ Vu Chim Nguyên dạy dỗ học trò cực kỳ nghiêm khắc, dù là nam hay nữ đều có chế độ tập luyện như nhau. Mọi học viên ở đó đều phải thức dậy luyện võ từ 5 giờ sáng và tập luyện đến hết 12 giờ đêm, nếu chậm trễ có thể bị đánh đòn. Nhờ chế độ tập luyện này mà về sau nhiều thành viên của Thất Tiểu Phúc trở thành những ngôi sao võ thuật hoặc đạo diễn chỉ đạo võ thuật danh tiếng của điện ảnh Hồng Kông như Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Khuê, Nguyên Bu và Nguyên Hoa. Đầu thập niên 1970, do thị trường kinh kịch dần đi xuống để nhường chỗ cho sự nổi lên của nghệ thuật điện ảnh, võ sư Vu Chim Nguyên đã cho giải tán học viện. Các đệ tử của ông lúc bấy giờ, trong đó có Nguyên Hoa, đều bước vào tuổi trưởng thành và bắt đầu có những hướng đi của riêng mình. Bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật. Ông bắt đầu bước chân vào làng giải trí với tư cách diễn viên đóng thế cho Lý Tiểu Long trong phim Tình Võ Môn năm 1972. Các động tác võ thuật của ông thể hiện quá đẹp khiến ngôi sao họ Lý khâm phục. Với kỹ năng võ thuật với nhiều môn như Vịnh Xuân Quyền, Thái Cực Quyền, ông chính thức gia nhập vào công ty điện ảnh Thiệu Thị và các bộ phim ông tham gia chủ yếu là các bộ phim võ hài. Đặc biệt trong những năm 1990, ông thường tham gia đóng với diễn viên Châu Tinh Trì trong nhiều bộ phim hài. Và với vai cao thủ ứng cư đường phố trong Tuyệt Đỉnh Công Phu, ông đã nhận được giải nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Tượng và Kim Tử Kinh. Tuy là một cao thủ về võ thuật trên phim trường so với rất nhiều nam diễn viên võ thuật khác, tuy vậy cuộc sống của nam diễn viên này khá vất vả, bởi do từ khi khởi nghiệp cho đến nay, ông luôn từ chối tham gia những bộ phim gây tranh cãi hay các bộ phim cấp 3 dù có thù lao cao. Vì cái khó tính đó mà Nguyên Hoa ít nhận được lời mời của các đạo diễn. Không chỉ là một diễn viên biên đạo múa hành động, diễn viên đóng thế mà ông còn là một võ sư có tiếng tại Hồng Kông. Được xem là một diễn viên đa tài, ông từng giành giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bằng khả năng của mình, tính đến nay, nam diễn viên võ thuật này đã tham gia vào khoảng 160 bộ phim, cùng với hơn 20 bộ phim truyền hình. Những phim tiêu biểu của Nguyên Hoa có thể kể đến như Tiếu Ngạo Giang Hồ 1990, Hoàng Gia Nữ Tướng, Tây Tạng Tiểu Tử, Mã Vĩnh Chinh, Phong Thần Bản 2001, Cổ Máy Thời Gian. Vai diễn được nhắc đến nhiều nhất của ông là trong Tuyệt Đỉnh Công Phu. Bên cạnh đó, ông cũng nổi tiếng với vai Lý Tịnh trong Đát Kỷ Chủ Vương. Cuộc sống chật vật nhất trong các sao võ thuật. Cuộc sống của Nguyên Hoa được xem là chật vật nhất trong các cao thủ võ thuật. Nam diễn viên trước đây được đài TVB ký hợp đồng nhưng mức lương vô cùng ít ỏi, khoảng 2.000 đô la Hồng Kông, gần 6 triệu đồng một tháng. Cách đây nhiều năm, ông quyết định rời khỏi TVB để ra ngoài tìm cơ hội mới.
Tuy nhiên, do thị trường phim ảnh thay đổi cộng thêm sức khỏe hạn chế, ông không còn nhận được nhiều lời mời. Trong một bài phỏng vấn, tài tử tự nhận mình là nghệ sĩ nghèo nhất showbiz Hoa ngữ. Nguyên Hoa hiện sống cùng vợ ở khu phố dành cho người lao động nghèo tại Hồng Kông, trong khi hai con định cư nước ngoài. Kết hôn hơn 30 năm, tài tử và vợ vẫn giữ được tình cảm như những ngày đầu. Họ thường xuyên được bắt gặp đi cùng nhau như hình với bóng, dành sự trân trọng mỗi khi nhắc đến đối phương trong các bài phỏng vấn. Khi nhận thấy sức khỏe bản thân xuống dốc, Nguyên Hoa cũng từng nghĩ đến việc sự nghiệp đóng phim của mình phải dừng lại, đánh đấm nửa đời người. Bây giờ tôi sống chung với các cơn đau, nhưng tôi nghĩ mình không chọn sai nghề. Tôi thấy hạnh phúc khi được làm việc với đam mê, biến võ thuật thành sự nghiệp cả đời mình. Nam diễn viên nói nếu có kiếp sau, ông xin nguyện làm một diễn viên và tự mình thực hiện các pha mạo hiểm trên màn ảnh. Theo Apple Daily, Nguyên Hoa tiết lộ sức khỏe ông suy yếu sau nhiều năm lăn xả trong các phim hành động. Tài tử thường xuyên đau khắp người, đặc biệt là ở vai, cổ, đầu gối, cổ tay và cổ chân. Ông cố gắng tập các bài tập giãn cơ trước khi ngủ, tìm đến vật lý trị liệu và chăm cú nhưng không có tác dụng. Cơn đau khiến tôi không thể ăn uống, ngủ nghỉ như bình thường được. Những lúc như vậy thì thuốc giảm đau và rượu xoa bóp là tốt nhất, Nguyên Hoa nói. Và đây chính là cuộc đời của diễn viên Nguyên Hoa. Bạn nghĩ sao về cuộc đời của ông? Hãy để lại comment bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Nếu thích video này thì hãy để lại một like và một subscribe nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.